Xin chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng của bản tin 9:10 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Như thường lệ, một số tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay. Sở Y tế vừa tổ chức hội nghị hướng dẫn triển khai dinh dưỡng cho trẻ với chủ đề chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời cho một tương lai tươi sáng. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các xã, huyện, thành phố. Năm 2022, toàn tỉnh có hơn 44.000 trẻ em dưới 5 tuổi được cân đo chiều cao tháng 6 hàng năm, đạt tỷ lệ hơn 99% tổng số trẻ. Số trẻ từ 6 đến 60 tháng tuổi được uống bổ sung vitamin A liều cao đạt 99,1%. Tỷ lệ bà mẹ sau đẻ trong vòng 1 tháng được uống vitamin A đạt 92%. Số trẻ từ 24 đến 60 tháng tuổi được uống thuốc tẩy giun đạt 99,9%. Tỷ lệ phụ nữ được khám thai ít nhất 4 lần trên 3 kỳ thai đạt 74,4%. Tỷ lệ phụ nữ sinh đẻ được nhân viên y tế đỡ đạt 87,8%. 1.000 ngày này được tính kể từ thụ thai, mang thai đến khi trẻ tròn 2 tuổi. Nếu tác động dinh dưỡng sớm, tích cực thông qua chăm sóc sức khỏe mẹ và bé, trẻ sẽ có hệ miễn dịch tốt, phát huy hết tiềm năng trí lực. Do vậy, các đại biểu được truyền đạt tham luận về các nội dung của chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời cho bà mẹ, trẻ em, tầm quan trọng và thực trạng của dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời tại tỉnh Cao Bằng. Trình bày tổng quan các can thiệp liên quan đến 1.000 ngày đầu đời tại huyện Thạch An và đóng góp của dự án VN02018 đối với địa phương. Trình bày dự án chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em, tử vong trẻ em, nâng cao tầm vóc, thể lực người dân tộc thiểu số, nâng cao tầm vóc người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Kế hoạch năm 2023, Sở Y tế tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành trong triển khai các hoạt động về dinh dưỡng, cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em và huy động nguồn lực hỗ trợ cho các hoạt động. Tiếp tục chiến dịch phòng chống thiếu vitamin A và các vi chất dinh dưỡng cho trẻ em. Theo dõi chặt chẽ tăng trưởng trẻ em và nâng cao chất lượng mạng lưới. Ủy ban nhân dân thành phố vừa tổ chức phiên họp thứ 19 mở rộng, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 4, triển khai chương trình công tác tháng 5 năm 2023. Trong tháng 4, Ủy ban nhân dân thành phố đã tập trung triển khai các nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể trên các lĩnh vực, hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp theo đúng mùa vụ, công tác chăm sóc và phát triển tổng đàn gia súc gia cầm trên địa bàn được thực hiện tốt. Đến nay, thành phố đã đón 104.444 lượt du khách, thu ngân sách nhà nước đến ngày 15 tháng 4 trên 87 tỷ 162 triệu đồng, đạt 21,1% kế hoạch do Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công đạt 4,7 tỷ đồng bằng 3,6% kế hoạch vốn giao. Thành phố đã xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng với tổng số tiền xử phạt hơn 131 triệu đồng, thu và nộp vào ngân sách nhà nước gần 79 triệu đồng. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên môi trường đảm bảo. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện tốt. Quốc phòng an ninh được đảm bảo và giữ vững. Chương trình công tác tháng 5 bao gồm 21 nhiệm vụ. Tích cực triển khai các giải pháp thu ngân sách, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, nhất là tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán, đậu đỗ xe tràn lan, xây dựng công trình trái phép, không phép, chấm dứt tình trạng nuôi chó thả rông như hiện nay. Đảng bộ xã Đức Long, huyện Hòa An vừa công bố xuất bản cuốn lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn năm 1930-2020, ghi nhận 90 năm xây dựng và phát triển của cán bộ, nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang qua các thời kỳ. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện sưu tầm, thu thập, tổng hợp và nghiên cứu tài liệu, trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các nhân chứng lịch sử và cán bộ lão thành cách mạng qua các thời kỳ, đến nay cuốn lịch sử Đảng bộ xã 1930-2020 đã được xuất bản, bao gồm 247 trang, trong đó có 178 trang nội dung phản ánh quá trình đấu tranh cách mạng, chiến đấu bảo vệ quê hương của Đảng bộ và nhân dân xã Đức Long trong 90 năm qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, 69 trang phụ ảnh. Kết cấu cuốn lịch sử Đảng bộ xã Đức Long được chia thành 7 chương, tái hiện bề dày truyền thống văn hóa lịch sử. Cuốn lịch sử Đảng bộ xã Đức Long giai đoạn 1930-2020 được xuất bản, thể hiện trách nhiệm, thái độ trân trọng lịch sử, sự tri ân với những cống hiến, hy sinh của thế hệ cha ông. Đây là nguồn tài liệu quý, góp phần gìn giữ, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống vẻ vang của quê hương cho nhân dân, đặc biệt là với thế hệ trẻ.
Nhân dịp này, Đảng bộ xã tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ xã Đức Long giai đoạn 1930-2020. Tại xóm Chu Lăng, Bó Chảm, xã Kim Đồng, huyện Thạch An vừa tổ chức lễ đón nàng hai về khai hội cầu mùa lễ hội nàng hai, nàng trăng. Nghi thức chính của lễ hội là mời hồn nàng hai về nhập vào hai cô gái đẹp, chưa chồng, hát hay, ứng đối thông minh, linh hoạt, được thầy Tào làm lễ nhập thần nàng hai. Dẫn đường nàng hai về lễ dâng của các hộ dân. Lễ dâng gồm lợn, xôi cẩm, bánh trứng kiến. Sau khi dân làng dựng một chiếc lều, gọi là lều trăng, tiếng Tày gọi là thiêng hai, cho nàng hai thì nàng hai cùng mẹ gốc đến ở hẳn đó tập luyện những bài lượn gốc. Trước khi hành lễ, người đóng vai mẹ trăng và các nàng hai đứng trước bàn thờ để ông Tào làm lễ hóa thân. Mẹ gốc là một bà thầy giỏi đàn hát thuộc nhiều bài lượn. Ngoài mẹ gốc và hai cô gái thế vai nhập hồn nàng hai, còn có các nhân vật tham gia trình diễn. Đó là hai chàng trai trẻ, gọi là Khủ Tiến, có vai trò từ trên trời xuống bảo vệ cho hai bà chị, nàng hai. Sau khi cầu hết các cửa, xin các mẹ được đầy đủ các giống cây con, thì dân bản tổ chức đưa tiễn các nàng trăng về trời. Lễ hội nàng hai là lễ hội truyền thống có từ lâu đời, mang đậm bản sắc văn hóa của người Tày, với ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cầu sức khỏe, cầu an cho nhân dân. Huyện Trùng Khánh vừa tổ chức lễ hội Thanh Minh tại xã Quang Trung và tổ chức lễ hội cầu mùa tại xã Trung Phúc, thu hút đông đảo bà con và du khách thập phương đến tham gia chảy hội. Lễ hội Thanh Minh xã Quang Trung được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của bà con nhân dân địa phương với mong muốn cầu thần linh phù hộ cho người dân địa phương một năm làm ăn mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, đời sống ấm no, hạnh phúc. Thông qua các hoạt động giao lưu văn nghệ, các làn điệu dân ca, hát xi, hát lượn, các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian được tổ chức thu hút đông đảo bà con nhân dân tham gia. Lễ hội cầu mùa xóm Ngưỡng Đồng xã Trung Phúc đã có từ rất lâu đời. Từ trong tín ngưỡng lao động, sản xuất, người dân làm ăn khó khăn, mùa màng, vật nuôi kém phát triển. Vì vậy, dòng họ Đinh ở xóm Phía Phẳng và họ Nông ở xóm Bắc Riêng đã thắp hương cầu khấn, cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, bội thu, người người mạnh khỏe, nhà nhà ấm no, hạnh phúc. Hai dòng họ đã chọn địa điểm nơi cầu khấn ở chân một ngọn núi độc lập để thờ thần nông phù hộ, che chở cho muôn loài, vạn vật sinh sôi nảy nở, bình an và phát triển. Từ đó lễ hội cầu mùa được hình thành, duy trì và lấy ngày Mão đầu tháng 3 âm lịch hàng năm là ngày tổ chức lễ hội. Nơi đây hò hẹn các chàng trai cô gái thông qua những câu hát phong sư, hát lượn, hà lều. Lễ hội cầu mùa xã Trung Phúc khơi dậy tinh thần đoàn kết dân tộc, mang nét đẹp văn hóa, tâm linh riêng biệt của nhân dân các dân tộc. Hội Nông dân xã Ngũ Lão, huyện Hòa An vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023-2028, với sự tham gia của 41 đại biểu chính thức đại diện cho gần 500 hội viên nông dân trong toàn xã. Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Ngũ Lão đã thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 phong trào thi đua lớn của hội, tuyên truyền vận động nông dân đưa các loại giống mới có năng suất và sản xuất như mô hình trồng lúa lai, ngô lai, mô hình trồng cây ăn quả, mô hình chăn nuôi lợn nái, trâu bò sinh sản, tổ chức 5 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi. Qua bình xét, hàng năm có 181 hộ đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Hội viên nông dân trên địa bàn xã đã đóng góp trên 279 triệu đồng, trên 350 ngày công để làm mới và sửa chữa đường giao thông nông thôn, xây dựng một mô hình hội nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay ủy thác tổng dư nợ hơn 4,2 tỷ đồng với 102 hộ vay. Thành lập một mô hình an ninh tự quản tại xóm Quẩy Quán. Trong nhiệm kỳ qua đã giới thiệu 12 hội viên ưu tú được kết nạp đảng. Đại hội đã bầu ban chấp hành Hội Nông dân xã Ngũ Lão nhiệm kỳ 2023-2028, bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên. Tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý trong nước quốc tế. Ngày 28 tháng 4 tại Phủ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Vương Quốc Anh tại Việt Nam. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao đại sứ tuy mới nhận nhiệm vụ nhưng đã có nhiều hoạt động để thúc đẩy quan hệ hai nước.
Chủ tịch nước cho biết nhận lời mời của Hoàng gia Anh, Chủ tịch nước sẽ tham dự lễ đăng quang của nhà vua Charles Đệ Tam, người rất tích cực ủng hộ quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Anh. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước. Theo đó, hai nước đã ra tuyên bố chung nhân kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và đang cùng hướng tới nâng cấp quan hệ lên mức cao hơn thời gian tới. Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục tận dụng các cam kết và các hiệp định đã ký để thúc đẩy thương mại và đầu tư. Đề nghị các doanh nghiệp Anh đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, giáo dục đào tạo và y tế. Chủ tịch nước cũng tán thành với đề nghị của đại sứ về tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh, đóng góp vào hòa bình và thịnh vượng trong khu vực và thế giới. Đại sứ Ian Field bày tỏ vinh dự khi Chủ tịch nước nhận lời mời của Hoàng gia Anh sang tham dự lễ đăng quang của nhà vua Charles Đệ Tam. Cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ Anh rất tích cực trong tiến trình đàm phán gia nhập CPTPP, một bước đi quan trọng của Anh trong tham gia sâu hơn vào khu vực kinh tế Thái Bình Dương. Đại sứ cũng mong muốn hai nước có thể hợp tác chặt chẽ trong phát triển năng lượng tái tạo, một thế mạnh của Anh. Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, bên cạnh việc duy trì chạy hàng ngày các đôi tàu khách thống nhất từ ngày 28 tháng 4 đến ngày mùng 3 tháng 5 năm 2023, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tăng cường chạy thêm 56 đoàn tàu trên các tuyến đi đến các tỉnh du lịch. Khu vực phía Bắc tổ chức chạy thêm 22 đoàn tàu trên các tuyến Hà Nội-Thanh Hóa, Hà Nội-Vinh, Hà Nội-Đồng Hới, Hà Nội-Đà Nẵng, Hà Nội-Hải Phòng, Hà Nội-Lào Cai và ngược lại. Ở khu vực phía Nam, VNRA tổ chức chạy thêm 28 đoàn tàu từ Sài Gòn đi các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Diêu Trì, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết và ngược lại. Đặc biệt, trong dịp vận tải cao điểm 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, ngành đường sắt vẫn áp dụng chương trình giảm từ 5% giá vé đối với hành khách mua vé khứ hồi lượt về, đồng thời duy trì áp dụng chính sách giảm giá vé cho các đối tượng chính sách xã hội, mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người khuyết tật, người cao tuổi, học sinh, sinh viên. Đường sắt Việt Nam chính thức mở bán vé các tàu tăng cường phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 từ hôm nay. Hành khách có nhu cầu mua vé có thể đăng nhập vào các website mua vé tại các nhà ga, các điểm bán vé và các đại lý bán vé thuộc Đường sắt Việt Nam qua ứng dụng ví điện tử Momo, Vimo, ứng dụng Viettel iPay, app bán vé tàu trên thiết bị di động hoặc gọi tới Tổng đài bán vé Sài Gòn 1900 1520, Hà Nội 1900 0109 để được phục vụ. Sách giáo khoa các lớp 4, 8 và 11 theo chương trình giáo dục phổ thông mới dự kiến được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành từ ngày 15 tháng 6. Để đảm bảo đủ sách giáo khoa phục vụ kịp thời năm học 2023-2024, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang triển khai in đồng thời trên cả nước đối với các sách giáo khoa tái bản, chuẩn bị sẵn vật tư để tiến hành in sách giáo khoa các lớp 4, 8, 11 ngay khi có kết quả lựa chọn của các địa phương. Nhằm hỗ trợ phụ huynh học sinh mua sách giáo khoa nhanh chóng thuận tiện, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thiết lập đường dây nóng hỗ trợ khách hàng trong suốt thời gian cao điểm phát hành từ tháng 5 đến hết tháng 9, số điện thoại 0344 181018. Đồng thời, Nhà xuất bản mở rộng các kênh bán sách giáo khoa trực tuyến bên cạnh việc phát hành sách giáo khoa qua các kênh truyền thống. Đối với công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa mới, theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương chủ trì phối hợp cùng các nhà xuất bản xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai tập huấn, bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa mới, hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2023. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cho nhiệm vụ tập huấn, bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa các lớp 4, 8, 11 mới. Theo kế hoạch, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ triển khai công tác bồi dưỡng sách giáo khoa các môn học tới các địa phương theo 8 đợt, từ ngày 5 tháng 6 năm 2023 đến ngày 28 tháng 7 năm 2023, mỗi đợt 5 ngày, mỗi đợt sẽ thực hiện tập huấn đầy đủ các tên sách lớp 4, 8, 11, với thời lượng từ 1,2 ngày đến 1 ngày, một sách giáo khoa môn học. Bệnh viện Dã chiến số 13 đã sẵn sàng kích hoạt để chủ động tiếp nhận bệnh nhân mắc COVID-19 nặng khi cần thiết.
Trước tình trạng số bệnh nhân COVID-19 nhập viện đang gia tăng, các bệnh viện đã triển khai lại các khu cách ly. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh sẽ là bệnh viện tuyến cuối tiếp nhận những ca COVID-19 nặng từ các bệnh viện khác sau khi đã hội chẩn đầy đủ để bảo đảm chỉ chuyển những bệnh nhân nặng do COVID-19. Đối với các bệnh nhân nặng do bệnh lý khác kèm mắc COVID-19 thì các bệnh viện giữ lại điều trị tại khu vực cách ly. Bệnh viện dã chiến số 13 sẽ được kích hoạt khi bệnh viện bệnh nhiệt đới có trên 50 ca nặng. Bên cạnh đó, để tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, nhất là triển khai hiệu quả chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ, Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện cần chủ động rà soát tình trạng tiêm vaccine phòng COVID-19 của người dân thuộc nhóm nguy cơ khi đến khám chữa bệnh. Nếu tiêm chưa đủ mũi thì thực hiện tiêm chủng cho người dân ngay tại bệnh viện. Tiêm vaccine phòng COVID-19 đủ liều đúng lịch để duy trì miễn dịch. Đeo khẩu trang theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, thường xuyên rửa tay sạch, khử khuẩn. Cập nhật thường xuyên tình hình dịch bệnh và tuân thủ nghiêm các khuyến cáo phòng dịch. Chuyển sang tin quốc tế, chính phủ Nhật Bản quyết định sẽ hạ cấp dịch COVID-19 xuống tương đương cúm mùa từ ngày 8 tháng 5 tới. Việc Nhật Bản hạ cấp độ dịch COVID-19 sẽ mở đường khôi phục hoàn toàn hoạt động kinh tế và xã hội tại nước này. Nhật Bản sẽ đưa COVID-19 xuống bệnh nhóm 5, tương đương với cúm mùa. Điều này đồng nghĩa với việc chính phủ Nhật Bản sẽ không ban hành tình trạng khẩn cấp mỗi khi dịch bệnh bùng phát, đồng thời ngừng chi trả các hóa đơn điều trị COVID-19 nội và ngoại trú, ngoại trừ các ca điều trị tốn kém. Một hội đồng chuyên gia của Bộ Y tế Nhật Bản đã nhất trí thực hiện việc hạ cấp độ dịch bệnh theo kế hoạch được vạch ra trước đó dựa trên thực tế dịch bệnh và khả năng sẵn sàng ứng phó của hệ thống y tế Nhật Bản trong trường hợp dịch bùng phát. Khoảng 8.400 cơ sở y tế, tương ứng 90% bệnh viện và phòng khám trên toàn Nhật Bản, đủ khả năng đã tiếp nhận tới 58.000 bệnh nhân COVID-19. Ngoài ra, khoảng 44.000 cơ sở có khả năng điều trị ngoại trú, cao hơn so với mức 42.000 cơ sở hiện nay. Nhật Bản cũng đang cân nhắc sẽ chấm dứt các biện pháp kiểm soát biên giới phòng dịch COVID-19 từ ngày 29 tháng 4, sớm hơn một tuần so với kế hoạch ban đầu, với dự báo nhu cầu đi lại của người dân tăng mạnh trong kỳ nghỉ tuần lễ vàng vào cuối tuần này. Bản tin 9 giờ 10 sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.